Nhiều ý kiến cho rằng việc khởi tố tạm giam nữ người mẫu này là động thái nặng tay của cơ quan tiến hành tố tụng. Bởi thực tế có nhiều vụ việc đua xe, lạng lách, đánh võng cũng bị xử phạt hành chính. Vì sao trong trường hợp của Ngọc Trinh có thể chỉ cần xử phạt hành chính mà lại bị khởi tố hình sự? Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh, tức là người mẫu Ngọc Trinh, về tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan cảnh sát điều tra ngày 19 tháng 10 năm 2020. Bị can để tạm giam đối với Trinh, thì Trinh có ý kiến gì thế nào đó thì sau khi được là sẽ được ghi nhận sau. Còn tôi thì đại diện cơ quan xa, chúng tôi đã tiến hành thi hành cái lệnh. Đồng thời, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Xuân Đông, người dạy Ngọc Trinh lái mô tô, về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng. Trần Xuân Đông có hành vi mua xe mô tô phân khối lớn, có giấy tờ giả để sử dụng. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh làm rõ nguồn gốc xe mô tô mang biển kiểm soát 59A3-11588. Thì Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 122678 là giả. Qua đấu tranh, Trần Xuân Đông thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả, nhưng vì thấy xe mô tô mang biển kiểm soát số 59A3-11588, nhãn hiệu BMW có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng. Theo điều tra ban đầu, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết Trần Thị Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng Trần Xuân Đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm như nằm quỳ gối trên yên xe, thả hai tay để xe tự chạy, lưu thông biểu diễn trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng thuộc địa bàn phường Thủ Thiêm và phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Xét thấy hành vi trên đã mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm và Ban An toàn giao thông phường Tăng Nhân Phú B đã có văn bản đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý Trần Thị Ngọc Trinh theo đúng quy định của pháp luật. Tại cơ quan công an, Ngọc Trinh thừa nhận hành vi của mình và cho biết không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến như thế. Người mẫu Ngọc Trinh khai rằng cô có niềm đam mê với xe phân khối lớn nên đã thuê Trần Xuân Đông làm người hướng dẫn. Đồng thời, Ngọc Trinh cũng không có bằng lái xe mô tô nhưng vẫn cùng với Trần Xuân Đông tổ chức điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm, quay lại các clip đăng tải trên mạng xã hội nhằm câu like, câu view. Không chỉ vậy, lúc cao hứng, Ngọc Trinh chạy xe một mình hoặc cùng Đông điều khiển xe mô tô lưu thông vào những tuyến đường đông đúc. Ngọc Trinh đã cùng với ekip đã tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip trên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Việc khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông được cho là động thái mạnh mẽ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng tại thành phố Hồ Chí Minh. Phó giáo sư tiến sĩ Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, trong vụ án liên quan đến Ngọc Trinh, cơ quan tiến hành tố tụng xác định là Ngọc Trinh coi thường pháp luật khi chưa có bằng A2, nhưng có hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện các hành vi lái xe bị cấm trên các tuyến đường công cộng, đồng thời đã quay lại và lan truyền rộng rãi các clip đó trên mạng xã hội. Là các hành vi xâm phạm trật tự, an toàn công cộng trên không gian thường cũng như không gian mạng. Các cơ quan có thẩm quyền đánh giá được rằng các hành vi trên của Ngọc Trinh gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự thì hành vi đó cấu thành tội gây rối trật tự công cộng. Các hành vi coi thường pháp luật diễn ra tại nơi công cộng tùy mức độ, hậu quả thì cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Chẳng hạn các hành vi lạng lách đua xe trái phép, tùy mức độ cơ quan chức năng sẽ xem xét xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc xử lý hình sự về tội tổ chức đua xe trái phép hoặc tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi Ngọc Trinh bị bắt,
nhiều ý kiến vẫn cho rằng việc khởi tố, tạm giữ nữ người mẫu này là động thái nặng tay của cơ quan tiến hành tố tụng. Bởi thực tế, có nhiều vụ việc đua xe lạng lách, đánh võng cũng chỉ xử phạt hành chính. Vì sao trong trường hợp của Ngọc Trinh có thể chỉ cần xử lý hành chính mà lại bị khởi tố hình sự? Theo luật sư Nguyễn Mạnh Hùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội khẳng định, các hành vi coi thường pháp luật diễn ra tại nơi công cộng, tùy mức độ, hậu quả thì cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý hành vi chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi của Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông còn vi phạm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại quyết định số 874 của Bộ Thông tin Truyền thông. Khi đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Hơn nữa, luật an ninh mạng cũng quy định các cá nhân, tổ chức soạn thảo, đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung vi phạm phải gỡ bỏ thông tin khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, theo quy định quy tắc ứng xử trên mạng xã hội thì cá nhân tổ chức sử dụng mạng xã hội phải phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật. Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, Ngọc Trinh bị khởi tố theo khoản 1 điều 318 Bộ luật hình sự với khung hình phạt là phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Đây là loại tội phạm ít nghiêm trọng theo quy định tại điều 9 Bộ luật hình sự. Trong trường hợp bị kết tội về tội danh này, hình phạt cao nhất đến 2 năm tù, trừ trường hợp bị can, bị cáo còn phạm tội khác nếu có. Theo ông Cường, điều đáng chú ý trong vụ án này là cơ quan điều tra khởi tố Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng nhưng lại áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can để điều tra. Thông thường, đối với các tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng, mặc nhiên sẽ không tạm giam, chỉ áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi khởi tố bị can. Theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, trong thời gian bị tạm giam được tính ngay từ thời điểm bị tạm giữ, bị khởi tố bị can, truy tố và xét xử cho đến khi kết thúc vụ án. Diễn viên Ngọc Trinh có quyền mời luật sư tham gia bào chữa cho mình. Luật sư bào chữa sẽ tham gia xuyên suốt trong tất cả các giai đoạn tố tụng của vụ án hình sự. Ngọc Trinh, tên đầy đủ là Trịnh Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1989. Cô lớn lên tại Trà Vinh trong một gia đình khó khăn ở trung tâm chợ Cầu Quan trên đường Trần Hưng Đạo. Khi Ngọc Trinh vừa tròn 6 tháng tuổi, mẹ cô đã qua đời. Tuổi thơ của cô thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ. Vì thương cha cô đơn, lủi thủi một mình chăm lo cho con gái. Vào năm 1996, Ngọc Trinh đã trở thành cầu nối cho cha mình với bà Nguyễn Thị Phương. Thêm bóng dáng của người phụ nữ, gia đình Ngọc Trinh trở nên ấm cúng và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, sự khó khăn, nghèo túng vẫn dai dẳng bao trùm lên gia đình cô. Chán cảnh sống nghèo khổ nơi quê nhà, Ngọc Trinh cùng các anh chị em trong gia đình quyết tâm lên Sài Gòn lập nghiệp. Cô theo học pha chế tại một quán bia với mong ước có thể kiếm thật nhiều tiền cho gia đình. Chính tại quán bia này, Ngọc Trinh đã gặp gỡ Vũ Khắc Tiệp, người có vai trò không nhỏ khiến cô trở thành nữ hoàng nội y. Từ sau năm 2011, hình tượng này của Ngọc Trinh đã chiếm vị trí độc tôn cho đến nay. Ngọc Trinh được Vũ Khắc Tiệp đào tạo trở thành một người mẫu chuyên nghiệp và hướng dẫn cô tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Sở hữu một thân hình vô cùng quyến rũ, nuột nà đến khó tin, với số đo 3 vòng là 84, 56, 93 cùng làn da trắng trẻo mịn màng. Ngọc Trinh xuất sắc nhận được nhiều giải thưởng như giải phụ cuộc thi Hoa hậu trang sức, giải người đẹp ăn ảnh, cuộc thi siêu mẫu Việt Nam năm 2005, giải Hoa khôi thời trang Hoa hậu trang sức năm 2007 và tham gia Hoa hậu Việt Nam quốc tế tại Long Beach, California, Mỹ vào năm 2011. Ngọc Trinh đã trở thành nữ thần nhan sắc trong lòng nhiều người.
Không chỉ dừng lại ở việc đóng quảng cáo, làm người mẫu, Ngọc Trinh còn tham gia đóng phim. Cô đầu tư sản xuất bộ phim Vòng Eo 56 và nhận đóng vai chính cho bộ phim này. Tuy nhiên, bộ phim lại không thành công như mong đợi. Ngọc Trinh tiếp tục học hỏi, cải thiện kỹ năng diễn xuất và đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong bộ phim Vu Quy Đại Náo. Lối diễn xuất mộc mạc, giọng nói gần gũi của cô đã dần thuyết phục được khán giả. Bộ phim gần nhất Ngọc Trinh tham gia là vai nữ chính trong Chị Em 2 năm 2022 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, tạo nên một cơn sốt phòng vé bên cạnh Nhà Bà Nữ của Trấn Thành. Mặc dù không xuất thân từ trường lớp chính quy về diễn viên, nhưng diễn xuất của Ngọc Trinh lại nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ các nhà chuyên môn và khán giả. Năm 2019, Ngọc Trinh đại diện Việt Nam tham dự liên hoan phim Cannes tại Pháp. Bên cạnh đó, Ngọc Trinh cũng là một nữ doanh nhân trẻ với số lượng tài sản đáng ngưỡng mộ. Cô là chủ sở hữu một spa, một hãng mỹ phẩm, một nhãn hàng thời trang có tiếng tại Sài Gòn. Đặc biệt hơn, cô cũng là người tham gia đầu tư bất động sản. Một vụ việc ồn ào khiến Ngọc Trinh trở thành tâm điểm của dư luận hồi năm 2022 là cô khoe mua khu đất 11 ha ở thành phố Bảo Lộc. Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng bị lật tẩy sau khi báo cáo của xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết khu đất này vẫn đứng tên một người khác. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ việc Ngọc Trinh khoe tậu đất làm homestay tọa lạc ở vị trí đắc địa ở Lâm Đồng có thể là chiêu trò của một số người để câu like hoặc tạo chú ý của dư luận nhằm thổi giá đất. Tuy nhiên, sự nghiệp của Ngọc Trinh dường như đã đặt dấu chấm khi cô bị bắt vào chiều ngày 19 tháng 10 vừa qua vì tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra nhận định Ngọc Trinh là người có ảnh hưởng xã hội, các tài khoản mạng xã hội cá nhân có hàng triệu người theo dõi, nên việc đăng tải, phát tán các video clip như đề cập nói trên ảnh hưởng xấu đến các vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Đoàn Luật sư Hà Nội nhấn mạnh, cơ quan pháp luật có việc làm rất kịp thời để có tác dụng răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. Bình thường, hành vi đua xe trái phép, vi phạm giao thông thì người ta chỉ cần xử lý về mặt hành chính. Tuy nhiên, hành vi vi phạm về mặt hành chính mà nó gây tác hại xấu cho xã hội, nó có tính chất lặp đi lặp lại thì mức độ nghiêm trọng cần thiết phải xử lý về mặt hình sự. Mà không chỉ có hành vi này, thì qua việc xử lý về mặt hình sự đó, người ta còn phát hiện ra các mặt sai phạm khác, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì người ta cũng sẽ xử lý. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông và các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật.